Xin chào đại gia đình. Chúc gia đình nhà mình một buổi giao lưu viên mãn, hạnh phúc và đại thành công. Tình hình của dịch Covid đang phát triển rất phức tạp, cho nên là gia đình nhà mình hãy bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt và hãy phối hợp với chính quyền để chúng ta thực hiện thật tốt trong cái giai đoạn cách ly của toàn quốc này. Xem trên các nước trên thế giới và đặc biệt như ở các nước trong khu vực châu Âu thì chúng ta thấy rằng là cái tốc độ nó đang lan truyền rất mạnh. Và chúng ta vô cùng tự hào về Việt Nam của chúng ta, về tinh thần dân tộc của chúng ta. Và chúng ta cảm ơn chính phủ, cảm ơn tất cả các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã quan tâm và đang giúp cho tất cả người dân của chúng ta và đồng hành cùng với người dân và chỉ đạo chúng ta luôn luôn ở bên cạnh chúng ta để cùng chúng ta chống chọi với cái nạn dịch Covid vô cùng nguy hiểm đợt này. Và song song với cái dịch nó diễn ra thì nó có một loạt các hệ lụy để lại cùng với cái dịch. Đó chính là các vấn đề về tài chính, bị ảnh hưởng vấn đề về tài chính, về công việc, ảnh hưởng vấn đề về sức khỏe và cái nguồn thu nhập để chúng ta sinh hoạt hàng ngày là bây giờ đang bị ảnh hưởng một cách trầm trọng. Và cái nỗi lo nhất và cái nỗi quan tâm nhất của chúng ta bây giờ đó là công việc và sức khỏe. Nhưng ngược lại thì nó có một cái điểm là chúng ta đang rất cần và đang rất lo lắng về vấn đề về công việc và đặc biệt hơn nữa đó là vấn đề về sức khỏe. Nhưng mà chúng ta lo thì chúng ta vẫn cứ lo thôi. Nhưng ngược lại thì trong quá trình chúng ta lo lắng đó thì chúng ta lại ngồi ở nhà và cái dịch, hệ lụy của dịch nó để lại. Đó chính là công việc hiện tại của chúng ta đang gặp một số những cái khó khăn. Và đặc biệt nếu như ở trong cái giai đoạn, trong tất cả các lĩnh vực về kinh doanh, về truyền thống, thì bây giờ chúng ta đang gặp cái khó khăn một cách trầm trọng. Còn lại các doanh nghiệp về kinh doanh tất cả các dịch vụ thì bây giờ gần như là 100% đang phải tạm ngưng lại. Và có rất nhiều những lĩnh vực, có rất nhiều những doanh nghiệp hiện tại bây giờ đã phải dừng hoàn toàn. Các hộ kinh doanh vừa và nhỏ thì bây giờ là đóng cửa, 100% đóng cửa. Như chúng ta thấy rằng trong cái giai đoạn mà đang cách ly trên toàn quốc bây giờ ấy, của toàn quốc luôn ấy, thì chúng ta thấy rằng là nhà nhà đóng cửa và người người đóng cửa. Cái việc của chúng ta đóng cửa, chúng ta vẫn phải đóng cửa để đảm bảo cái sức khỏe của chúng ta và chúng ta phối hợp với chính quyền, cái trách nhiệm của công dân và đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân chúng ta và gia đình. Thì chúng ta luôn luôn phải ở nhà, trừ trường hợp bất khả kháng thì bắt buộc chúng ta phải di chuyển, chúng ta phải ra ngoài đường thôi. Nhưng mà hàng ngày chúng ta ở nhà như vậy, nhưng mà hàng ngày đại gia đình nhà chúng ta vẫn cứ phải sinh hoạt, vẫn cứ phải ăn. Và đương nhiên đó là vẫn phải đảm bảo vấn đề về công việc và sức khỏe. Và bây giờ chúng ta lựa chọn một cái công việc nào đó để chúng ta có thể làm để phù hợp với tất cả những cái tiêu chí và giải quyết được tất cả những mối lo ngại của chúng ta trong cái giai đoạn dịch đợt này.
và kể cả về sau này nữa. Đó là bây giờ có rất nhiều người là đang tìm cho mình một cái cơ hội. Và bây giờ chúng ta cứ lướt trên mạng, chúng ta thấy rằng có rất nhiều cơ hội chào mời chúng ta. Có rất nhiều cơ hội chào mời chúng ta. Và bây giờ ở trên mạng là nhan nhản tất cả các lĩnh vực về kinh doanh. Bây giờ gần như là 100% sẽ thực hiện ở trên mạng hết, chứ không có cái sự giao tiếp trực tiếp được. Bây giờ để mà kiếm được một quán cà phê để mà ngồi, để mà trao đổi về công việc, hay là để uống một ly cà phê để thư giãn, là bây giờ là không có. Bản thân của Cường là một trong những người mà rất thích uống cà phê, và có một cái thói quen đó là buổi sáng thường hay uống một ly cà phê. Và trong quá trình vừa uống cà phê thì vừa làm việc, vừa giao lưu với những anh em, những đồng đội của mình ở trên toàn quốc, cộng với thêm với cái việc đó là mình sẽ sử dụng cái khoảng thời gian mà ngồi nhâm nhi một ly cà phê đó để mình thực hiện cái công việc buổi sáng của mình tại trực tiếp tại quán cà phê luôn. Nhưng mà gần như là gần 3 tháng trở lại đây thì không còn thực hiện được cái thói quen đó. Bởi vì khi dịch bắt đầu dịch xuất hiện thì đương nhiên là bản thân của mình phải bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân của mình rồi, và bảo vệ sức khỏe cho người thân của mình, cộng thêm với những đồng đội của mình, những người anh em của mình. Thế và tất cả ai cũng vậy, nhưng đặc biệt một tháng trở lại đây thì gần như tất cả các quán cà phê đều đóng cửa hết, đều đóng cửa 100%. Và buổi tối ngày hôm nay thì đúng như lịch, gia đình nhà mình cùng thảo luận và Cường sẽ chia sẻ cho chúng ta một cái giải pháp mà chúng ta có thể khắc phục được tất cả những cái điểm yếu mà chúng ta có thể đạt được tất cả những cái tiêu chí của mình mong muốn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhất đó là đảm bảo được vấn đề về sức khỏe. Cái tiêu chí thứ hai đó là đảm bảo được vấn đề về công việc và đam mê về công việc, yêu về cái công việc này. Và cái tiêu chí thứ ba đó là đảm bảo được vấn đề về tài chính. Và bản thân của mình có thể xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp tiêu dùng trực tiếp tại nhà luôn. Trực tiếp tại nhà chúng ta luôn. Đó chính là kinh doanh online. Và buổi tối ngày hôm nay Cường sẽ chia sẻ cho chúng ta về một cái cơ hội, nắm bắt cơ hội, đó là kinh doanh online hệ thống. Kinh doanh online hệ thống. Thế thì lý do vì sao mà chúng ta lại lựa chọn kinh doanh online? Thì chúng ta phải cùng nhau cùng thảo luận một chút. Chúng ta cùng bóc tách ra một chút. Thì chúng ta sẽ thấy được là tại sao bây giờ nó lại hot như vậy. Và bây giờ nó không còn là chỉ là xu thế nữa, mà bây giờ nó là tất yếu như vậy. Bởi vì người người nhà nhà đều đóng cửa. Tất cả các cửa hàng, tất cả các dịch vụ đều đóng cửa. Và đưa toàn bộ tất cả các cửa hàng, tất cả các dịch vụ đó lên trên gì? Lên trên Internet hết. Và luôn luôn chỉ cần sở hữu một cái điện thoại thôi là chúng ta có thể mua bất kỳ một cái gì mà chúng ta mong muốn ở trên gì? Ở trên mạng, mà chúng ta không cần phải ra khỏi nhà. Và kể cả như bây giờ Cường cũng vậy. Cơm tất cả các bữa cơm của Cường đều gì? 100% trên mạng hết. Và đều ship đến tận nơi hết. Cho nên tất cả nó đều gắn kèm theo với cái điện thoại của mình. Thế thì kinh doanh online nó có cái gì hấp dẫn như vậy? Nó có cái gì hay như vậy mà tại sao mà lại nhiều người bây giờ lại đón nhận nó? Và lại nhiều người bây giờ lại đổ xô vào để tranh thủ khoảng thời gian mà đang ngồi ở nhà, đang vừa đảm bảo sức khỏe cho bản thân của mình, sức khỏe cho gia đình của mình, nhưng tranh thủ cái khoảng thời gian rảnh rỗi. Ngoài cái công việc nhà ra thì tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi để gì? Để xây dựng cho mình một cái thương hiệu, để xây dựng cho mình một cái cửa hàng, xây dựng cho mình hẳn một cái siêu thị ở trên mạng xã hội. Và mình có thể nhờ chính cái siêu thị đó để mình kinh doanh. Thế thì vậy thì nó có điểm gì hấp dẫn? Cái thứ nhất, điểm hấp dẫn đầu tiên, đó là đúng với xu thế, đúng với thời đại công nghệ 4.0. Bởi vì bây giờ ai cũng dùng smartphone hết. Và thông thường một ngày chúng ta sẽ vào, chúng ta lướt web, chúng ta vào, chúng ta kiểm tra, chúng ta xem Facebook, gần như là gì, là tốn rất nhiều thời gian. Cứ cầm điện thoại lên là vào Facebook, là vào lướt web xem. Cho nên nó đúng với xu thế, đúng với xu thế. Cái thứ hai nữa là cái vốn để gì, để đầu tư kinh doanh nó gì, nó rất thấp. Cho nên với cái vốn đầu tư kinh doanh thấp thì ai cũng có thể
kinh doanh được, ai cũng có thể phát triển được. Đấy, thế cho nên là cái tiếp theo nữa là nó vô cùng là tiện lợi. Vốn thấp rồi nhưng mà lại rất tiện lợi. Cái tiện lợi ở đây là gì? Mình ở bất kỳ một nơi nào, mình ở bất kỳ một vị trí nào, mình ở nhà mình đều có thể gì? Đều có thể làm kinh doanh được. Nó cực kỳ tiện lợi như vậy. Cái tiếp nữa đó là nó cực kỳ đơn giản. Đã tiện lợi rồi nhưng nó lại rất đơn giản. Sau cái đơn giản nữa nó lại là gọn nhẹ nữa. Cho nên cái online nó hay như vậy đấy. Chúng ta chỉ cần ngồi ở một vị trí, ví dụ như Cường đang ngồi ở một vị trí như thế này là Cường có thể làm kinh doanh, xây dựng cho mình một doanh nghiệp rồi. Cái tiếp theo nữa đó là nó sẽ đảm bảo cái vấn đề về sức khỏe của chúng ta. Nghĩa là mình không phải ra ngoài đường thì đương nhiên mình sẽ đảm bảo được sức khỏe của mình rồi. Mình không phải di chuyển, mình không phải mất sức khỏe, mình không ra ngoài đường, mình không hít bụi, mình không mất gì, mất thể lực. Và đương nhiên trong cái dịch cúm, cái dịch Covid như thế này thì đương nhiên chúng ta ngồi ở nhà, chúng ta luôn luôn đảm bảo được sức khỏe của mình, giữ gìn và đảm bảo được cái mức độ tuyệt đối tình trạng sức khỏe của mình để phòng tránh dịch và cho cả gia đình nhà mình nữa. Đó, và cái tiếp theo nữa là dễ chăm sóc cho gia đình. Dễ chăm sóc cho gia đình, đặc biệt như là các chị, các mẹ mà bây giờ đang có con nhỏ thì nó vô cùng phù hợp với chúng ta. Và rất là nhiều các anh các chị là hay dùng cái từ đó là mẹ bỉm sữa đấy. Và tranh thủ được thời gian mọi lúc và mọi nơi, đặc biệt như những cái khoảng thời gian mà sau khi sinh hoạt gia đình xong, chuẩn bị nghỉ ngơi, đi ngủ chẳng hạn, hoặc là thời gian rảnh rỗi chẳng hạn là đều có thể làm được. Tiếp theo nữa là phát triển nhanh. Cái phát triển của nó phát triển nhanh và rất dễ dàng và phát triển được rất nhiều nơi. Nhanh, dễ dàng và phát triển nhiều nơi. Cái đúng xu thế thì mình không nói rồi. Đấy. Và cái doanh nghiệp của mình là cực kỳ bền vững. Và điều quan trọng hơn nữa đó là gia đình vô cùng hạnh phúc. Gia đình vô cùng hạnh phúc. Đó là những cái ưu thế vì sao mà mọi người lại lựa chọn kinh doanh online trong cái bối cảnh như thế này. Và đây chính là một cái cơ hội mà vô cùng tuyệt vời cho chúng ta. Và cái tiếp theo nữa Cường mới phân tích cho chúng ta này. Cái đầu tiên Cường mới nói rằng là kinh doanh online, nhưng mà ngày hôm nay Cường sẽ giới thiệu chúng ta là kinh doanh online hệ thống chứ không phải kinh doanh online truyền thống. Chúng ta lưu ý điều này. Kinh doanh online hệ thống không phải kinh doanh online truyền thống. Thế thì Cường sẽ không nói về kinh doanh online truyền thống. Và bây giờ Cường sẽ nói về vì sao mà chúng ta lại lựa chọn kinh doanh online hệ thống. Và kinh doanh online hệ thống nó có cái gì hay so với gì? So với kinh doanh online của truyền thống. Thế thì vì sao mà chúng ta lựa chọn kinh doanh online hệ thống? Thì cái vì thứ nhất, kinh doanh online hệ thống là có hệ thống trợ giúp, hệ thống thành công. Và hệ thống thành công này có mô thức để vận hành, có mô thức để giúp cho chúng ta vận hành. Một người mới, bất kỳ một các anh, các chị mà khi chúng ta bắt tay vào, chúng ta làm kinh doanh, chúng ta bắt tay vào, chúng ta hợp tác kinh doanh, thì chúng ta có công thức, chúng ta có mô thức, chúng ta có công thức vận hành, có mô thức vận hành và có hệ thống trợ giúp. Hệ thống trợ giúp ở đây là tập hợp tất cả những con người đã thành công trong cái hệ thống kinh doanh này, trong cái lĩnh vực kinh doanh này. Và đây là một tổ chức hoàn hảo, free, miễn phí, hỗ trợ miễn phí về dẫn dắt, về đào tạo, về chiến lược, về công cụ. Tiếp theo nữa là nó có cái đội ngũ, quan trọng nhất là có đồng đội và có đội ngũ luôn luôn hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, phối hợp với nhau, mượn sức nhau để giúp nhau. Và có quy trình hội nghị khép kín. Có quy trình hội nghị khép kín có nghĩa rằng là có một cái cỗ máy in tiền tự động cho chúng ta. Hàng ngày nếu như kinh doanh online truyền thống, chúng ta chỉ có đăng bài, chúng ta chỉ có đăng bài của riêng bản thân của chúng ta thôi. Chúng ta không có một cái tổ chức đứng ra có thể có một cái quy trình hội nghị, có cái lịch hội nghị hàng ngày, hàng tuần cho chúng ta. Và trên cái buổi hội nghị đó, cái lịch hội nghị đó là có những chuyên gia, có những người thành công, có những lãnh đạo, có những người xuất sắc chia sẻ ở trên cái chương trình đó để giúp cho chúng ta mượn sức, chúng ta có thể phát trực tiếp trên trang cá nhân của mình để có thể chinh phục tất cả những đối tác khách hàng của mình một cách đơn giản nhất, gọn nhẹ nhất.
Cho nên cho dù một người vừa mới tham gia xong, chúng ta đã có thể xây dựng cho mình một doanh nghiệp rồi, không cần phải mất quá nhiều thời gian. Chính nhờ có thì nhờ có hệ thống chúng ta mới làm được điều này. Còn nếu không có hệ thống thì chúng ta sẽ không làm được điều này. Và chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Chúng ta mất rất nhiều thời gian để chúng ta xây dựng tệp khách hàng, mất rất nhiều thời gian để chúng ta xây dựng cái thương hiệu trang Facebook của mình. Nhưng với kinh doanh online hệ thống thì chúng ta được hỗ trợ giúp đỡ toàn bộ những cái việc đó. Chúng ta chỉ cần sao chép là ok, number one. Đó là hệ thống trợ giúp. Quy trình hội nghị để giúp cho chúng ta vận hành. Và quan trọng nhất đó là có những cái group để đào tạo, có những cái nhóm công cụ để giúp cho chúng ta có đầy đủ những công cụ ở trong đó. Và có những cái nhóm để đào tạo, group để đào tạo theo phân cấp, sơ cấp, trung cấp và cao cấp, để giúp cho một người mới vào một phát là chúng ta đã hiểu ngay được chúng ta cần phải làm những cái gì trong ngay những ngày đầu tiên. Để gì? Trong vòng một tháng cái người mới đó sẽ xong được một cái quy trình ở trong gì? Trong một cái chương trình đào tạo, đó là tạo sơ cấp. Từ cái nhỏ nhất cho đến cái gì? Cho đến cái lớn nhất. Từ cái xây dựng cho mình như thế nào để xây dựng một cửa hàng, xây dựng một siêu thị ở trên gì? Facebook. Đến cái việc đó là dẫn dắt và gì? Và xây dựng đội nhóm, xây dựng doanh nghiệp của mình trên gì? Trên trang Facebook cá nhân của mình. Đó, cho nên tại sao mà phải là gì? Xây dựng thương hiệu và lựa chọn, đó là kinh doanh online hệ thống. Nó có cái hơn hẳn so với kinh doanh online truyền thống ở điểm đó, chúng ta lưu ý điều này. Đó, truyền thống đã ok rồi, đã quá tuyệt vời rồi, đã là xu thế rồi. Nhưng mà hệ thống nó còn gì? Nó còn chiều sâu hơn nữa, độ bền vững hơn nữa và khẳng định cái độ chắc chắn của một cái hệ thống, một doanh nghiệp khi chúng ta xây dựng ra. Đấy. Thế và cái sản phẩm để chúng ta lựa chọn chúng ta kinh doanh như thế nào? Vừa xong là Cường nói về gì? Nói về hệ thống trong gì? Trong cái lĩnh vực online của hệ thống, đó là hệ thống trợ giúp. Thế thì tiếp sau, cái phần sau là bây giờ nói đến vấn đề về sản phẩm chúng ta lựa chọn để chúng ta kinh doanh. Bây giờ trên thị trường bây giờ có rất nhiều những loại sản phẩm để chúng ta lựa chọn chúng ta kinh doanh. Dù các mặt hàng tiêu dùng hay là nhu yếu phẩm, tất cả mọi thứ bây giờ người dân chúng ta đều cần hết. Với cái tình trạng là dịch như thế này, tất cả mọi thứ đều có thể bán ở trên mạng xã hội. Kể cả bia cũng bán trên mạng xã hội. Tất cả mọi thứ đều bán trên mạng xã hội. Nó rất đơn giản như vậy. Và bây giờ chúng ta cùng thảo luận là chúng ta lựa chọn cái sản phẩm nào để chúng ta bán trong cái giai đoạn này. Chúng ta lựa chọn sản phẩm nào để chúng ta kinh doanh ở trong cái giai đoạn này. Thế thì sản phẩm nào là sản phẩm thiết yếu nhất, sản phẩm nào là sản phẩm cần nhất? Thế kỷ 21 chúng ta đang cần cái gì? Thì Cường chia sẻ với chúng ta một điều rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của sức khỏe. Thế kỷ 21 là thế kỷ của sức khỏe. Và đặc biệt trong cái giai đoạn cực kỳ khó khăn của xã hội như này, cực kỳ khó khăn của gì, của người dân và bản thân của chúng ta và gia đình của chúng ta đang cần. Cái thứ nhất đó là đảm bảo vấn đề về công việc. Cái thứ hai đó là đảm bảo vấn đề về thu nhập, vấn đề về tài chính. Cái thứ ba đó là đảm bảo vấn đề về gì? Về sức khỏe. Và cái sức khỏe luôn luôn đặt lên hàng đầu, và sức khỏe luôn luôn là con số 1, và nó luôn luôn quyết định tất cả trong gia đình của chúng ta. Thế thì bây giờ nếu như sức khỏe nó đã gì, nó đã quan trọng như vậy, thì sản phẩm chúng ta kinh doanh phải là sản phẩm về lĩnh vực sức khỏe. Phải là sản phẩm về lĩnh vực sức khỏe. Thế thì sản phẩm lĩnh vực sức khỏe thì bây giờ mình phải đa dạng hóa về sản phẩm về lĩnh vực sức khỏe. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe chúng ta phải luôn luôn đa dạng hóa, cả về chăm sóc sức khỏe đầu ngoài và chăm sóc sức khỏe đầu trong. Nhưng với điều kiện sản phẩm đó phải là sản phẩm chất lượng, uy tín, chất lượng và thông dụng nhưng lại cực kỳ rẻ tiền. Cái quan trọng nhất của chúng ta là, thứ nhất là tiêu chí đầu tiên là tiêu chí phải tốt. Tiêu chí thứ hai đó là tiêu chí phải gì? Phải nhanh, có nghĩa rằng tốt rồi nhưng mà sử dụng nó phải cảm nhận, phải mang lại cái giá trị nhanh. Cái tiêu chí thứ ba đó là phải rẻ. Thì chúng ta lựa chọn tiêu chí đó. Sản phẩm về chăm sóc sức khỏe ở bên trong phải đa dạng hóa, phải độc đáo, và có thể giúp cho bản thân chúng ta có thể lấy lại được cái sức khỏe của mình để chống chọi với virus, vi khuẩn. Và phải là sản phẩm chất lượng thật, thực sự. Thì sản phẩm để chúng ta lựa chọn ở đây, chúng ta phải lựa chọn sản phẩm về chăm sóc sức khỏe. Và ngày hôm nay,
Cường sẽ cùng với chúng ta thảo luận và Cường sẽ chia sẻ chúng ta một doanh nghiệp. Và doanh nghiệp này Cường đã bắt tay hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp này năm nay là 7 năm trên 7 năm rồi. Đây chính là tập đoàn quốc tế Thiens, một tập đoàn đông y, một tập đoàn lĩnh vực về sức khỏe. Những sản phẩm đông y dưỡng sinh hàng đầu của thế giới. Tập đoàn này được thành lập năm 1995. Chúng ta lưu ý này. Chúng ta lưu ý và chúng ta cùng khẳng định với nhau một điều. Để một doanh nghiệp bền vững ấy, để một doanh nghiệp chúng ta xây dựng ra, một cái hệ thống chúng ta xây dựng ra mà nó bền vững, thì một trong số những cái yếu tố quyết định độ bền vững đó chính là doanh nghiệp. Và doanh nghiệp nó quyết định hàng đầu luôn về cái độ bền vững của doanh nghiệp khi mà chúng ta xây dựng ra. Bởi vì khi chúng ta xây dựng ra một doanh nghiệp mà nếu như doanh nghiệp đó mà nó không bền vững thì coi như công cốc mất rồi. Cho nên có rất nhiều các anh các chị mà lựa chọn để kinh doanh online truyền thống ấy, là cứ bán hàng cho một doanh nghiệp này. Sau khi cái độ hot trend của cái sản phẩm nó lên trên cao rồi, bắt đầu nó đi xuống, thì tiếp tục lại bán sản phẩm cho một mặt hàng cho một doanh nghiệp khác. Thế thì vô hình dung là chúng ta đang đi xách nước, chúng ta cứ đi chúng ta xách nước vậy. Chứ còn chúng ta không xây dựng ra được cái khách hàng trung thành của chúng ta. Và chính những khách hàng trung thành đó lại, họ lại là người được đảm bảo cái quyền lợi. Họ lại là người được đảm bảo quyền lợi giống y như bản thân của chúng ta, của doanh nghiệp đó đảm bảo quyền lợi cho họ. Thì tí chúng ta sẽ tìm hiểu về chế độ trả thưởng, chúng ta sẽ biết được là các khách hàng của chúng ta, người ta đảm bảo quyền lợi như nào. Nhưng nếu chúng ta bán hàng con online truyền thống ấy, thì khách hàng của chúng ta không được đảm bảo quyền lợi, mà chỉ bản thân chúng ta được đảm bảo quyền lợi thôi. Cho nên chính cái điểm này chúng ta không thể duy trì, chúng ta không thể xây dựng cái doanh nghiệp bền vững được. Mà chúng ta muốn doanh nghiệp bền vững thì khách hàng của chúng ta phải là của chúng ta cả đời. Mà muốn khách hàng là gì? Là khách hàng chọn đời với mình. Thì chế độ trả thưởng, chế độ báo đáp phải thật sự là number one để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Cái thứ hai là sản phẩm phải là sản phẩm của đại gia đình chúng ta dùng hàng ngày. Thì tất cả những cái tiêu chí đó nó mới đảm bảo được cái việc là doanh nghiệp chúng ta bền vững. Đó, thì cái đó chúng ta sẽ nói sau ở cái phần chế độ trả thưởng. Chúng ta sẽ phân tích rõ nét nó ra ngay. Vì sao một tập đoàn Thiên nó lại là một trong những cái doanh nghiệp để đáp ứng cho chúng ta cái độ bền vững. Và điều tuyệt vời hơn nữa là một doanh nghiệp, đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho chúng ta trong cái giai đoạn mà kinh doanh ở lĩnh vực sức khỏe, và đặc biệt là kinh doanh online hệ thống này. Nó đầy đủ tất cả những cái tiêu chí để giúp cho chúng ta có thể xây dựng cho mình một doanh nghiệp bền vững. Thế thì tập đoàn đầu tiên, cái tiêu chí đầu tiên đó là tiêu chí về tập đoàn. Tập đoàn vô cùng lớn mạnh, thành lập năm 1995, đến năm nay là được 25 năm rồi. Đến năm 99 thì phát triển ra các nước trên thế giới, năm 2000 vào Việt Nam. Đến năm 2010 thì có mặt trên 190 quốc gia và có trên 110 chi nhánh trên toàn thế giới. Và hiện nay thì có mặt trên 224 quốc gia. Trên toàn thế giới thì phát triển mạnh như vậy. Và ở Việt Nam thì đầu tư nhà máy tại Việt Nam vào cuối năm 2009 với vốn đầu tư ban đầu là gần 1.000 tỷ đồng. Hoạt động trên đảm bảo trên pháp luật, luật pháp của Việt Nam. Đó là về gì? Về công ty, về tập đoàn. Tiếp theo nữa đó là về gì? Chế độ trả thưởng. Chế độ trả thưởng thì vô cùng ưu việt, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng chính là người kinh doanh, cho nên chúng ta làm rất hay. Bất kỳ một khách hàng nào mà tiêu dùng sản phẩm của chúng ta thì khách hàng đó đều được đảm bảo quyền lợi giống như là gì? Giống như bản thân của chúng ta vậy. Cho nên sẽ giúp cho khách hàng trở thành người kinh doanh rất nhanh. Khách hàng chỉ cần tiêu dùng thôi, đó cũng chính là khách hàng đang làm kinh doanh rồi, bởi vì khách hàng đều được đảm bảo quyền lợi. Cho nên doanh nghiệp của chúng ta luôn luôn vững chắc. Chế độ trả thưởng ưu việt, tích lũy cộng dồn vô thời hạn theo năm tháng để lên cấp. Chúng ta đã nghe thấy về cái doanh nghiệp nào có cái chế độ trả thưởng hấp dẫn như vậy chưa? Nghĩa là chúng ta là người tiêu dùng, chúng ta dùng 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm cho đến 50 năm nó đều tích lũy lại hết. Và song song với ứng với cái điểm tích lũy đó, đó chính là phân chia lợi nhuận với nhà sản xuất. Và tập đoàn, công ty là đối tác của chúng ta. Chúng ta là đối tác của doanh nghiệp.
doanh nghiệp sản xuất ra và cung ứng cho chúng ta. Chúng ta là gì? Chúng ta là người kinh doanh, và chúng ta là người phân phối sản phẩm, và chúng ta bắt tay phân chia lợi nhuận với nhà sản xuất 50-50 hoặc là 60-40. Và chính chúng ta là doanh nhân. Doanh nhân bắt tay hợp tác với doanh nghiệp đó. Cái thứ hai đó là không ép doanh số và thời gian. Nó rất hay. Càng nghe, càng làm thì chúng ta thấy càng thấy hấp dẫn. Bởi vì tất cả các chị em, tất cả các chị em bỉm sữa, các bà mẹ bỉm sữa, chúng ta tranh thủ thời gian chúng ta làm, thì doanh số bao nhiêu chúng ta làm ra bao nhiêu chúng ta hưởng bấy nhiêu. Không ép doanh số. Cái thứ ba là chỉ có lên cấp chứ không có xuống. Nghĩa là cứ lên thôi chứ không có tụt. Lên ở cái cấp độ nào chúng ta sẽ được phân chia lợi nhuận ở cấp độ đó. Không quan trọng vấn đề về doanh số tháng đó được bao nhiêu, như cứ lên là chúng ta sẽ được phân chia lợi nhuận ở cấp bậc đó. Cái thứ tư đó là được quyền kinh doanh. Quyền kinh doanh là điều đương nhiên rồi. Cơ hội thì bình đẳng. Cơ hội vô cùng bình đẳng. Và có tính kế thừa. Cái online truyền thống ấy là cái tính kế thừa là không có. Mà muốn có được cái tính kế thừa thì phải đảm bảo được cái tiêu chí. Đó chính là cái doanh nghiệp nó phải bền vững. Doanh nghiệp phải bền vững. Sản phẩm phải gì? Phải ưu việt. Thì cái độ kế thừa nó mới ok number one. Và cái quyết định của kế thừa và để gì? Để cho người dùng hay là người làm kinh doanh và kế thừa được cái điểm đó, đạt được tất cả cái tiêu chí đó, đó là không ép về doanh số. Không ép về doanh số. Đảm bảo được 3 tiêu chí thì tính kế thừa đảm bảo được 100%. Đó là tích lũy cộng dồn, không ép doanh số và chỉ có lên mới xuống. Thế cho nên chúng ta xây dựng ra chúng ta một cái hệ thống, xây dựng cho chúng ta ra một cái doanh nghiệp, chúng ta có thể kế thừa cho con chúng ta, cháu chúng ta về sau. Đấy là về gì? Về chế độ trả thưởng và quyền lợi. Ưu việt, đấy là ưu việt của chế độ trả thưởng. Thế bây giờ điều kiện để được sở hữu cái thẻ tích điểm đó, chúng ta muốn sở hữu thẻ rất đơn giản. Để chúng ta sở hữu một cái thẻ thì chúng ta chỉ cần chứng minh thư photo cộng thêm với hai cái ảnh 4x6, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, và chúng ta ký hợp đồng là chúng ta đã được sở hữu cho mình một chiếc thẻ tích điểm miễn phí trọn đời của tập đoàn Thiên. Và chúng ta bắt đầu chúng ta được gì? Được tham gia tất cả những cái chương trình huấn luyện, chương trình chia sẻ, hướng dẫn của hệ thống hỗ trợ cho chúng ta. Và với cái vốn đầu tư để chúng ta sở hữu cái thẻ đó chính là 0 đồng, 0 đồng. Chúng ta không mất một tí phí nào để chúng ta được sở hữu cái thẻ tích điểm hết. Đấy là về chế độ trả thưởng. Tiếp tục nữa, đó là giai đoạn để thăng cấp thì tích lũy cộng dồn mà. Cứ cộng dồn để gì? Để lên cấp và phân chia lợi nhuận. Nó, ở Việt Nam của chúng ta có cấp cao nhất là lên tới 40%. Cấp nhỏ nhất của chúng ta là 15%. Khi chúng ta tiêu dùng tích lũy vào mã số cá nhân của mình là đủ 4.950.000, chúng ta sẽ lên ở cái cấp độ nó quy định bằng sao, đó là 4 sao. Chúng ta sẽ được hưởng phân chia lợi nhuận với nhà sản xuất, đó là 15% trực tiếp. Khi chúng ta tích điểm đủ, đó là 29 triệu, thì chúng ta sẽ lên phân chia lợi nhuận là 18%. Cao hơn nữa, đó là gì? Đó là 22%. 6 sao là 22%, 7 sao là 27%, 8 sao đó là 33%. Và trên 8 sao đó là vinh hàm toàn cầu. Sư tử đồng là chúng ta được hưởng 36%. Sư tử bạc được 38%. Sư tử vàng được 39%. Và tinh kim là được 40%. Thì nếu chúng ta muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái quyền lợi này thì chúng ta hãy liên hệ với chính người mà hướng dẫn cho chúng ta, mời chúng ta tham dự chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu được kỹ hơn, kỹ hơn, chi tiết hơn từng cái gì, từng cái gói tiêu dùng tích lũy một. Chúng ta lưu ý ở đây chúng ta là gì? Là tích lũy cộng dồn nhé, chứ không bắt buộc chúng ta là phải đầu tư hay đầu tư theo những cái gói nào, mà của chúng ta ở đây chính là tích lũy cộng dồn để lên cấp, phân chia lợi nhuận với nhà sản xuất.
Chính vì như thế cho nên nó đảm bảo được cái tính tiêu chí, đó là không ôm hàng. Không ôm hàng, vốn bằng không và gì kinh doanh nhưng mà không phải ôm hàng. Đó là về chế độ trả thưởng. Thì Cường nói thêm một chút nữa. Khi chúng ta lên cấp cao nhất của Việt Nam, chúng ta là phân chia lợi nhuận trên toàn cầu. Nghĩa là kinh doanh quốc tế, chúng ta ở Việt Nam, chúng ta là một nước nhưng chúng ta được phân chia lợi nhuận trên nhiều quốc gia. Bắt đầu từ cấp bậc sư tử đồng trở lên, chúng ta được phân chia lợi nhuận, đó là 1% doanh số toàn cầu. Sư tử bạc, chúng ta tiếp tục, chúng ta lại cộng thêm 1% doanh số toàn cầu nữa, là 2%. Sư tử vàng, chúng ta lại cộng thêm 1% doanh số của sư tử vàng nữa, đó là 3%. Và cao cấp hơn nữa là được thêm doanh số toàn cầu nữa ở các cấp bậc khác nhau. Và từ sư tử đồng trở lên thì chúng ta sẽ được thưởng quỹ đặc biệt, đó là quỹ xe hơi 30.000 đô. Nhận xong quỹ xe hơi rồi, tiếp tục chúng ta đến quỹ nhà 170.000 đô. Cho nên nó rất hấp dẫn, chế độ trả thưởng nó cực kỳ minh bạch mà nó lại cực kỳ đơn giản. Nó rất nhẹ nhàng để cho chúng ta có thể làm một cách đơn giản nhất, nhưng chúng ta có thể đạt được tất cả cái tiêu chí đó. Và Cường bật mí cho chúng ta này, cứ tích đủ điểm là chúng ta lên cấp, tích đủ điểm là chúng ta nhận thưởng, không cần biết thời gian bao lâu, không ép. Nhanh thì chúng ta sẽ nhận thưởng ô tô nhanh, chậm thì chúng ta sẽ nhận thưởng ô tô chậm. Thế thôi, rất đơn giản. Nhanh hay chậm là do chính bản thân của chúng ta, do tốc độ phát triển của chúng ta. Nhưng lại lưu ý một điều, đó là không ép về doanh số. Chúng ta lưu ý điều này. Đó là về gì? Về chế độ trả thưởng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tiếp theo nữa, cái thứ ba đó là về sản phẩm. Cái sản phẩm này là linh hồn, sản phẩm là linh hồn. Và sản phẩm nó quyết định được cái độ thành công của chúng ta. Thế thì sản phẩm, tại sao mà Cường nói rằng là chúng ta lựa chọn tập đoàn Thiên để chúng ta kinh doanh online hệ thống, đây là lựa chọn số 1. Đó là lựa chọn số 1. Và đặc biệt trong cái giai đoạn này, bởi vì sản phẩm của Thiên là sản phẩm vô cùng gì, vô cùng hấp dẫn, vô cùng đặc sắc. Và Cường phải dùng cái từ là sản phẩm ở đây là sản phẩm, không dùng cái từ là tốt, mà là dùng cái từ độc đáo. Nó là sản phẩm độc đáo. Cường phải khẳng định là dòng sản phẩm độc đáo nhất. Bởi vì sản phẩm nó rất đa dạng và phong phú. Sản phẩm về chăm sóc cá nhân thì đầy đủ. Tất cả các sản phẩm chăm sóc cá nhân đều gì? Đều là bảo vệ sức khỏe đầu ngoài. Và chỉ cần một sản phẩm thôi, chúng ta có thể thay thế tất cả các dòng sản phẩm ở gì? Trong gia đình nhà mình rồi. Đặc biệt như cái sản phẩm này. Đây là sản phẩm đi cho. Chúng ta vừa ngâm hoa quả hỗ trợ chế biến, vừa ngâm thịt, ngâm tất cả các thực phẩm của chúng ta để nó loại bỏ hết tất cả các độc tố, các chất bảo quản thực vật, các thuốc trừ sâu. Còn cái vấn đề về vết bẩn thì mình không nói rồi, quá đơn giản rồi. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta sử dụng để chúng ta bảo vệ chăm sóc cá nhân của chúng ta. Chúng ta thay, chúng ta tắm, chúng ta gội, chúng ta rửa mặt, chúng ta thay nước tẩy trang, chúng ta thay dung dịch vệ sinh phụ nữ. Và đặc biệt như trong cái giai đoạn mà dịch bệnh như thế này, thì chúng ta dùng để chúng ta tắm, chúng ta vệ sinh cá nhân của chúng ta, chúng ta bảo vệ để chống vi khuẩn, chống virus xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, thay cho tất cả các nước khử khuẩn, các nước rửa tay khử khuẩn thông thường bằng chính gì? Bằng chính dòng sản phẩm này. Và đây chính là được chiết xuất từ tinh dầu gừng, tinh dầu dừa, tinh chất chanh, tinh chất muối biển và chất khử ion âm có trong một cái chai sản phẩm này. Và dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm trung tính, chúng ta lưu ý, trung tính. Giống như là dịch vị trong gì? Trong khoang miệng của chúng ta, dịch nước bọt ở trong khoang miệng của chúng ta luôn luôn là trung tính. Hôm trước là Cường có thì Cường có làm cho chúng ta xem một cái độ pH của cái này đấy. Cường sẽ cho chúng ta thử trải nghiệm một lần nữa, để cho chúng ta thấy rằng cái độ trung tính của cái, đây là giấy quỳ. Cho nên cái sản phẩm này ấy, nó không có thời gian để cho chúng ta làm thí nghiệm về nó. Và Cường chỉ chia sẻ chúng ta sơ qua một cái này thôi. Đây là cái chai mà Cường đã pha loãng để Cường dùng. Và đây là một chai siêu đậm đặc.
Cái này phải pha ra tỷ lệ 1:8, tỷ lệ 1:5 và tỷ lệ 1:8 để chúng ta dùng. Và Cường hàng ngày là Cường dùng cái tỷ lệ, đây là pha tỷ lệ 1:8. Đây là giấy quỳ này, Cường thử cho chúng ta xem này. Như thế này là nhanh nhất bởi vì không có thời gian. Đây, nó trở thành của gì? Của 7. Trở thành của 7 ra. Và đây là Cường cho vào miệng của chúng ta. Cho vào miệng. Miệng của chúng ta đây. Đây cũng bằng 7 luôn. Và đây chúng ta đo hai cái. Đo hai cái vào đây. Đều bằng 7 luôn. Chúng ta hãy gặp những người mà hướng dẫn cho chúng ta ngày hôm nay. Các anh, các chị, các bạn ấy sẽ kỷ niệm, sẽ tặng cho chúng ta cái chai nước như thế này để về chúng ta rửa tay. Để chúng ta rửa tay, chúng ta khử khuẩn trong cái giai đoạn mà dịch như thế này. Và đặc biệt như nếu như các bạn nào ở xa, các bạn nào ở xa mà muốn sở hữu một cái chai như thế này để đảm bảo vệ sinh và khử khuẩn ấy, thì hãy liên hệ với chính những người bạn của mình, giới thiệu cho mình trên trang Facebook như này, thì các anh các chị sẽ gửi tặng cho chúng ta, gửi tặng cho chúng ta để chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình, sở hữu cái sản phẩm này. Sản phẩm về chăm sóc cá nhân thì có sản phẩm này, nước giặt, nước giặt, băng vệ sinh, kem đánh răng, tất cả đều là sản phẩm bảo vệ sức khỏe hết. Kem đánh răng nó là toàn bộ khôi phục toàn bộ cái vấn đề về răng miệng của chúng ta. Nhưng ngoài ra thì lời khuyên của Cường là tất cả các gia đình của chúng ta, mỗi một gia đình chúng ta phải sở hữu một cái tiết kem đánh răng ở nhà. Phải sở hữu một tiết kem đánh răng ở nhà. Đánh răng hay không, không cần biết, không quan trọng. Nhưng chúng ta phải sở hữu một tiết kem này ở nhà. Bởi vì đây nó chính là dòng sản phẩm để có thể khắc phục cho chúng ta cái vấn đề của bỏng cấp tính. Nếu như chúng ta bị bỏng, chúng ta bị đổ một nồi nước sôi lên người, ngay lập tức ta có cái kem đánh răng này ta bôi luôn, thì chỉ sau 30 phút thôi cái da chúng ta trở lại bình thường, không bị phồng rộp và trở lại bình thường luôn. Nếu như mà chúng ta không có kem đánh răng này chúng ta bôi vào thì ngay lập tức nó sẽ phồng rộp lên thì cực kỳ nguy hiểm. Chính vì như thế cho nên là mỗi một gia đình phải sở hữu một tí kem đánh răng này ở nhà. Nhưng cái kem đánh răng này lại là phải nhập khẩu. Phải nhập khẩu ở bên tổng bộ sản xuất tổng bộ mang về. Cho nên nếu như chúng ta đặt kem đánh răng này là sẽ phải mất thời gian dài một chút thì mới có được kem đánh răng này về tới Việt Nam cho chúng ta. Đấy, chúng ta lưu ý, đây là dòng sản xuất ở bên tổng bộ và chỉ có nhập khẩu về thôi. Việt Nam chúng ta chưa lắp dây chuyền sản xuất trực tiếp tại Việt Nam được. Đây là dòng sản phẩm này. Còn sản phẩm chăm sóc về sức khỏe, chăm sóc ở bên trong thì đây chính là dòng top 10. Và bây giờ đang là vị cứu tinh của rất nhiều người trong cái giai đoạn bảo vệ hệ miễn dịch này. Và đặc biệt đó là sản phẩm về gì? Về chăm sóc sức khỏe chủ động. Đây là dòng sản phẩm được kế thừa nền văn hóa dưỡng sinh 5.000 năm của Đông y Trung Hoa, kết hợp với trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, với công nghệ bóc tách, loại bỏ tất cả các tạp chất, giữ lại các tinh chất, với lý niệm đỉnh cao của văn hóa dưỡng sinh, đó là thanh điều bổ phòng. Nhiều người ngày hôm nay chúng ta nghe, chúng ta thấy rằng là cái lý niệm này chúng ta mới nghe lần đầu tiên và chúng ta thấy lạ. Thanh điều bổ phòng. Thanh có nghĩa là thanh thải, là đào thải toàn bộ các cặn bã độc tố đưa ra bên ngoài. Nhưng cái thanh ở đây ấy, là nó thanh nhiều cấp độ, chứ nó không phải chỉ thanh ở một cấp độ thôi. Ví dụ như là có rất nhiều những sản phẩm dòng thanh, nhưng chỉ thanh ở đường tiêu hóa không thôi này, thanh ở đường gì, đường máu không này, thế thôi. Chứ nó không có thanh ở cấp độ chiều sâu, đó là thanh ở cấp độ lục phủ ngũ tạng. Thì cái dòng thanh của tập đoàn Thiên, nó là dòng thanh của gì, của nhiều cấp độ. Đấy là gì, thanh. Thứ hai là điều. Điều là điều hòa khí huyết và cân bằng âm dương. Cơ thể của chúng ta nó giống như một cái vũ trụ thu nhỏ ấy. Cho nên cái sản phẩm điều nó quyết định cái vấn đề sức khỏe của chúng ta có khôi phục được triệt để hay không, đó là quyết định ở dòng điều. Và cái dòng điều thì nó lại đánh vào toàn bộ hệ miễn dịch của chúng ta, nó khôi phục toàn bộ hệ miễn dịch của chúng ta, đó là dòng điều.
đó là chức năng gan, chức năng thận, tim mạch. Đó là dòng điều nó quyết định cái điều đó. Cho nên tại sao mà Cường mới nói rằng đây là sự lựa chọn số 1 và dòng sản phẩm là dòng sản phẩm độc đáo là vì như vậy. Chúng ta muốn nghe kỹ về sản phẩm, chúng ta hãy tham dự những cái chương trình chuyên sâu về các chủ đề về sức khỏe. Và chương trình chủ nhật tới sẽ có chương trình chuyên sâu chủ đề về tim mạch. Chuyên sâu về tim mạch, chúng ta sẽ nghe được cái chương trình chuyên sâu về sức khỏe, chúng ta sẽ hiểu về sản phẩm hơn. Còn ngày hôm nay Cường chỉ chia sẻ sơ qua thôi về sản phẩm thôi. Tiếp theo nữa đó là bổ. Bổ là bổ sung. Cái lượng thiếu hụt cho cơ thể chúng ta thì bổ sung vào. Thế thì bổ sung thì nó có rất nhiều cái loại để bổ sung vào. Thì trên thị trường của chúng ta bây giờ có rất nhiều các dòng sản phẩm của các doanh nghiệp, nhưng mà thường là sản phẩm bổ dưỡng. Nhưng ngày hôm nay Cường chia sẻ chúng ta tại sao nó lại độc đáo, bởi vì dòng sản phẩm này không phải là chỉ riêng là bổ dưỡng, mà đây nó là sản phẩm bổ trị, vừa có tác dụng bổ dưỡng lại vừa có tác dụng khôi phục. Và nó là tinh túy của đông y, tinh túy của đông y dưỡng sinh. Thế thì cái sản phẩm đầu tiên mà Cường mới nói chúng ta là bây giờ xu thế của chúng ta đó là cực kỳ dễ, đặc biệt cho các bạn về làm kinh doanh. Dù là kinh doanh hay là dù là gì, dù là dùng sản phẩm để bảo vệ sức khỏe chúng ta, thì bây giờ chúng ta đang cần nhất đó là hệ miễn dịch. Cần nhất là hệ miễn dịch. Thế thì chúng ta cần để khôi phục cái hệ miễn dịch, bảo vệ cái hệ miễn dịch cho bản thân chúng ta và gia đình. Thế thì quyết định cái hệ miễn dịch, đó là có 3 cái cơ quan quyết định hệ miễn dịch. Thứ nhất đó là tiêu hóa, thứ hai là chức năng gan, thứ ba là thận. Giải quyết được gan, được thận thì đương nhiên tim mạch sẽ ổn định. Ok, yên tâm. Thế thì bây giờ cái làm thế nào để chúng ta có thể gì? Có thể xây dựng cho mình cái doanh nghiệp thật nhanh với cái lượng khách hàng của chúng ta là lớn và nhu cầu tuyệt đối. Thì tập đoàn Thiên có những cái dòng sản phẩm, Cường phải dùng cái từ đó là sản phẩm với cái tốc độ tăng tốc cao. Chỉ sau khoảng tầm 2 đến 5 đến 7 tiếng chúng ta đã biết được chất lượng của sản phẩm rồi. Nghĩa là cảm nhận chất lượng sản phẩm ngay trong ngày, chứ không cần phải đến một thời gian dài. Và thông thường chúng ta thường nghĩ là sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, sản phẩm thực phẩm chức năng ấy, thì nó phải một thời gian dài chúng ta mới cảm nhận được, nhưng không phải. Sản phẩm của Thiên là sản phẩm mang tính công năng, là sản phẩm của đông y dưỡng sinh và mang tính công năng, đặc biệt như sản phẩm để khôi phục và phục hồi và hỗ trợ cho chức năng của đường tiêu hóa thì cực nhanh, chỉ sau khoảng 2 đến 5 tiếng là có kết quả ngay rồi. Thì buổi chia sẻ ngày hôm nay, Cường chia sẻ chúng ta cho hai dòng sản phẩm. Hai dòng sản phẩm này là hai dòng sản phẩm sẽ giúp cho chúng ta bùng nổ ở trên kinh doanh online, lựa chọn để kinh doanh online. Cái thứ nhất đó là Cidofox. Trong tháng 3 vừa rồi, Cường và anh chị em đã hướng dẫn cho khoảng 2.000 người sử dụng Cidofox trong riêng một tháng, là trong tháng 3. Và đương nhiên đó là kết quả mang lại nó quá là khủng khiếp, đó là về chất lượng. Đều ok number one, khẳng định vấn đề về chất lượng. Đây là dòng sản phẩm cực kỳ rẻ tiền. Một hộp sản phẩm này chỉ khoảng 200.000. Với một người mới tinh chưa có thẻ thì 217.000. Người có thẻ thì chỉ có chưa đầy 200.000. Chỉ cần uống sản phẩm này vào thôi thì chúng ta sẽ chinh phục được khách hàng của chúng ta rất nhanh, chỉ sau khoảng tầm 2 đến 5 tiếng. Người nào mà cái lượng lợi khuẩn ở trong đường tiêu hóa mà nó thấp quá thì cần phải 2 lọ, 2 hộp đến 3 hộp này. Đây là dòng sản phẩm bổ sung chất xơ vào để khôi phục cái lượng lợi khuẩn trong đường tiêu hóa. Và khi chúng ta uống vào sau một khoảng thời gian ngắn, chỉ khoảng tầm 2 tiếng đến 5 tiếng, nó sẽ khôi phục và nó nhân cái số lượng lợi khuẩn trong đường tiêu hóa của chúng ta có thể tăng từ 10 đến 100 lần trong đường tiêu hóa của chúng ta. Và chính lợi khuẩn đó nó mới khôi phục cái chức năng của đường tiêu hóa của mình. Và đường tiêu hóa của mình khỏe đó là cân bằng về lượng lợi khuẩn. Lượng lợi khuẩn trong cơ thể chúng ta nó chiếm 85%, còn lượng hại khuẩn nó chiếm 15%. Cho nên chúng ta hãy làm một cách cực kỳ khoa học, đó là hãy cân bằng cái lượng lợi khuẩn đó. Thì sản phẩm của Thiên làm được cái điều đó rất nhanh. Cho nên đó mới là gì? Mới là hot trend, mũi nhọn để cho chúng ta kinh doanh cực kỳ nhanh. Sản phẩm thứ hai mà Cường chia sẻ chúng ta đó là trà đông y dưỡng sinh. Bây giờ chúng ta chỉ cần vào, chúng ta gõ cái chìa khóa là trà đông y dưỡng sinh thôi,
chúng ta sẽ thấy rằng cái trà này nó nổi trên mạng xã hội như thế nào. Và hiện tại bây giờ nó đang cháy. Và chúng ta chuẩn bị tinh thần là chuẩn bị có trà, đang sản xuất rồi. Nhà máy đang có nguyên liệu về và nhà máy đang sản xuất rồi. Chắc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ có trà để chúng ta tiếp tục chúng ta dùng. Và tiếp tục chúng ta hướng dẫn, chia sẻ cho mọi người để gì? Để dùng hộp trà này. Một hộp trà này là 40 gói bên trong. 40 gói bên trong mà nó chỉ có cái giá thành, nếu như chúng ta có thẻ chỉ có 272.000 một hộp trà này thôi. Cực kỳ rẻ tiền, cho nên nó rất phù hợp để cho chúng ta kinh doanh online. Và cái trà này thì khí huyết lưu thông, chức năng gan, chức năng thận, tiêu hóa. Chị em phụ nữ thì đương nhiên rồi, bảo vệ sắc đẹp cho chị em phụ nữ, có tác dụng giảm béo, giảm béo, điều tiết cái chức năng của gì, của nội tiết. Thì chúng ta hãy nghe cái chương trình chuyên sâu về sức khỏe, chúng ta sẽ được nghe tới đây. Cường sẽ nói một chương trình chuyên về trà, phân tích kỹ về trà này để cho chúng ta hiểu được về trà để chúng ta sử dụng. Đương nhiên là chúng ta sử dụng rất lâu và chúng ta biết được kết quả của nó rồi, nhưng mà chúng ta chưa hiểu được kỹ về các thành phần của nó. Được chiết xuất từ 5 vị thảo dược: trà xanh, quyết minh tử, lá sen, hà thủ ô và giả cổ lang. Đây là dòng trà. Tiếp theo nữa, sản phẩm tiếp theo nữa mà Cường giới thiệu chúng ta, và đây cũng là một trong những sản phẩm cực kỳ dễ kinh doanh, cực kỳ dễ bán, đó là canxi. Canxi, thiếu canxi thì gây ra 147 bệnh khác nhau. Không có canxi sẽ không có loài người. Và bây giờ cái sức khỏe của chúng ta, cái kiến thức để bảo vệ sức khỏe của người dân của chúng ta ấy, thì bây giờ rất ok, number one. Bây giờ chỉ còn mỗi việc đó là giúp cho những khách hàng của chúng ta lựa chọn những sản phẩm sạch. Và bây giờ canxi đang tràn lan ở trên thị trường, rất nhiều ở trên thị trường. Và cái việc của chúng ta sẽ cung cấp cho khách hàng của chúng ta một loại canxi tốt nhất thế giới, và đây chính là canxi số 1 thế giới. Có tỷ lệ phốt pho 2:1, giống như tỷ lệ của gì, của sữa mẹ, và nó đúng là tỷ lệ của cấu trúc của xương. Cho nên chính vì như thế mà khi chúng ta uống vào trong cơ thể, nó sẽ hấp thụ gần như là 100%, 95-98%. Và đặc biệt những tổ chức của xương nào mà bị tổn thương thì khi chúng ta uống canxi vào, ngay lập tức canxi này nó sẽ đi di chuyển đến cái tổ chức đó hết ngay lập tức. Đặc biệt những ai bị gãy xương, gãy chân thì cái chân nó sẽ can và nó liền rất nhanh. Cho nên chỉ cần bổ sung một hộp canxi này, nhưng hàm lượng canxi rất cao, 4.000mg canxi trong một cái hộp này. Và đây là hấp thụ 100%, nhưng không phải riêng canxi, mà ngoài cái hàm lượng canxi ra còn tất cả các vitamin và khoáng chất khác nữa. Cho nên có rất nhiều doanh nghiệp muốn bổ sung được các vi lượng thì phải bổ sung cả một đống như thế này này. Nhưng không, với Thiên thì chỉ cần gì, bổ sung một gói này thôi là đủ tất cả các vi lượng đó rồi. Cho nên tại sao nó là canxi tốt nhất là vì như thế, và nó độc đáo nhất là vì như vậy. Và canxi này là hoàn toàn trung tính, hoàn toàn trung tính, giống như gì, dịch vị của mình, dịch nước bọt của mình. Cho nên chúng ta mới thấy rằng tất cả các sản phẩm của Thiên nó đều là sản phẩm gì, sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Và nó đều, nếu như những sản phẩm mà uống vào trong cơ thể của mình ấy, nó sẽ không làm cho cái dịch vị axit của chúng ta, nó thay đổi cái thể trạng ở trong cái cơ quan tiêu hóa của chúng ta, và nó sẽ giúp cho chúng ta hấp thụ được 100%. Đó mới là gì? Đó mới là năm mùa. Đấy là về sản phẩm, Cường chỉ nói sơ qua một chút vậy thôi. Còn chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn, chúng ta hãy tham dự những chương trình tiếp theo. Chúng ta hãy gặp gỡ những người hướng dẫn cho chúng ta, để người hướng dẫn chúng ta có thể cung cấp cho chúng ta những cái đường link để chúng ta có thể vào chúng ta tham dự những cái chương trình như vậy. Hoặc là chúng ta xem những cái phim tư liệu về nói về chuyên sâu về sức khỏe. Và cái thứ tư quyết định được là độ bền vững khi chúng ta lựa chọn Thiên. Bởi vì Thiên có hệ thống trợ giúp One Vision. Đây là một trong ba hệ thống thành công nhất thế giới bây giờ và được chứng minh trên 6 châu lục. Hệ thống sẽ cung cấp cho chúng ta tất cả những công cụ, tất cả những giải pháp, đường đi, nước bước, chương trình đào tạo. Từ A tới Z, từ sơ cấp, trung cấp cho đến cao cấp. Và có cho chúng ta cái quy trình hội nghị. Và một buổi ngày hôm nay, cái buổi Cường đang chia sẻ, đang nói chuyện với gia đình nhà mình ngày hôm nay, đây cũng chính là buổi nằm trong quy trình hội nghị khép kín. Và cái buổi Cường đang chia sẻ ngày hôm nay đó là
chương trình chia sẻ về về cơ hội để chúng ta nắm bắt được cơ hội, chúng ta bắt tay chúng ta hợp tác xây dựng cho mình một doanh nghiệp nằm trong quy trình của Khép Kín. Thế cho nên chính khi tất cả chúng ta chỉ cần tham gia thành viên của hệ thống One Vision, chúng ta sẽ được hưởng tất cả cái sự trợ giúp của hệ thống free, miễn phí, giúp cho chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta và hướng dẫn chúng ta từ cái đơn giản nhất để chúng ta bắt tay chúng ta hợp tác đến khi chúng ta thành công thì thôi. Đó là gì? Đó là về hệ thống trợ giúp cho chúng ta. Và buổi ngày hôm nay Cường cung cấp cho chúng ta, chia sẻ cho chúng ta một cái giải pháp để chúng ta có thể lựa chọn, để chúng ta có thể khắc phục được tất cả những cái tiêu chí giúp cho chúng ta, để chúng ta lựa chọn, để chúng ta khắc phục được tất cả những cái vấn đề mà chúng ta đang cần nhưng bây giờ nó lại đang gặp rất nhiều những khó khăn. Đó là vấn đề về công việc, vấn đề về tài chính, rồi vấn đề về sức khỏe. Ba cái yếu tố đó thì Cường đã chia sẻ cho chúng ta một cái giải pháp để chúng ta lựa chọn. Khi chúng ta lựa chọn thiên, chúng ta lựa chọn, chúng ta tiêu dùng, chúng ta bắt tay chúng ta hợp tác kinh doanh, xây dựng cho mình một doanh nghiệp, thì cái đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta sẽ đảm bảo được sức khỏe của mình. Bởi vì sản phẩm của thiên sẽ chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình chúng ta. Ok, yên tâm, number one. Và khi chúng ta bắt tay chúng ta hợp tác, chúng ta chỉ cần được nghe những chương trình chăm sóc sức khỏe của thiên thôi là chúng ta đã có được cái lượng kiến thức để chăm sóc sức khỏe chủ động cho bản thân của mình và gia đình của mình rồi. Rất ok, number one. Bằng những cái kiến thức, chúng ta không cần phải mất bất kỳ một tí kinh tế nào để chúng ta bảo vệ sức khỏe. Chúng ta chỉ cần thay đổi tất cả những cái thói quen hướng dẫn cho chúng ta ở các chuyên đề, chúng ta đã bảo vệ được sức khỏe của mình rồi. Đấy là cái mà chúng ta được khi mà chúng ta được nghe những chương trình, chứ chưa cần nói là chúng ta đã bắt tay để chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta hợp tác, chúng ta kinh doanh hay chưa thì chưa cần nói là chúng ta đã được hưởng cái đó rồi. Tiếp theo nữa, khi chúng ta bắt tay chúng ta hợp tác kinh doanh, chúng ta có một cái doanh nghiệp của mình, chúng ta sẽ xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp. Đương nhiên song hành với nó, đó là chúng ta sẽ có được xây dựng cho mình một cái nguồn thu nhập. Và cái nguồn thu nhập ở đây nó không giới hạn. Và nguồn thu nhập đây nó sẽ tăng trưởng dần đều chúng ta. Và Cường tin nếu như mà chúng ta bắt tay, chúng ta lựa chọn để chúng ta xây dựng doanh nghiệp cho mình ngay từ bây giờ, thì chỉ sau khoảng 2 tháng, 3 tháng, đặc biệt cái giai đoạn khó khăn của cả đất nước của chúng ta đang chống chọi với dịch Covid như thế này, thì ngoài cái việc mình xây dựng cho mình một doanh nghiệp ra, đây là cơ hội để cho mình xây dựng doanh nghiệp ra, thì cái song song ở đằng sau đó là mình đã giúp được cho rất nhiều người bảo vệ được sức khỏe. Rất nhiều người đã được sử dụng những dòng sản phẩm sạch để bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình. Và cái tiêu chí của chúng ta đó là xây dựng cho mình một doanh nghiệp. Mình đạt được tất cả những tiêu chí của mình cần, nhưng khách hàng của mình sẽ đạt được tất cả những cái tiêu chí của khách hàng của mình cần hơn nữa. Mình luôn luôn đặt khách hàng của mình lên trên hết, thì với chế độ trả thưởng của Thiên, với sản phẩm của Thiên, chúng ta sẽ đạt được tất cả những cái tiêu chí đó. Đó, tranh thủ một khoảng thời gian ngắn, Cường thảo luận cùng với gia đình nhà mình một cái cơ hội. Và Cường tin rằng là sau khi mà các anh các chị khi đã tìm hiểu kỹ và nắm bắt cái cơ hội hợp tác với Thiên để xây dựng cho mình một doanh nghiệp, đặc biệt là xây dựng doanh nghiệp của mình theo hình thức kinh doanh online hệ thống, thì chúng ta sẽ thấy được cái độ hấp dẫn. Chúng ta gia nhập, chúng ta sẽ được thấy được cái văn hóa của Thiên, thấy được văn hóa của hệ thống One Vision. Và thay mặt cho hệ thống One Vision chào đón tất cả các anh các chị gia nhập với hệ thống thành công, hệ thống One Vision, hệ thống một tầm nhìn. Chúc đại gia đình nhà mình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Có gì thì có, chứ tuyệt đối là không được có bệnh. Và thiếu gì thì thiếu, chứ tuyệt đối là không được thiếu tiền. Xin chào.